đây là tình hình giao thông ngày chủ nhật ha anh em. Hôm nay là ngày chủ nhật, hình như là bữa nay 25 em không cháu em. Bữa nay 25 em không cháu. Hình như là bữa nay ngày chủ nhật 26, tức là một ngày sau khi trả trạm BOT T2 ha anh em. Đây là tình hình giao thông tại trạm ha. Đấy. Có vẻ như cũng có một số anh em bạn hữu đường xa cũng túc trực ở mấy cái quán cà phê dọc đây nè em thấy ha. Em đưa camera lên thì họ nhìn khá là nhiều. Đấy, thì tình hình khá là thông suốt, chỉ có một cái anh bảo vệ anh ngồi đây thôi và hướng dẫn là khách xe đó ô tô là chạy qua, không cần mua vé ha. Đấy, đó là cái anh bảo vệ ngồi đó. Còn cái len bên đây nó chỉ xả hai len thôi ha, còn cái len ngoài bìa này là nó còn đóng nha. Cái len ngoài bìa này nó đang hạ ba len xuống nè, nó còn này đỏ nó đóng nha. Đó. Xe ra qua khá là thông suốt, bữa nay là chủ nhật nhưng mà tình hình xe rất là thông thoáng nha. Đó. Không xảy ra tình trạng kẹt xe, cầu dầm cống cũng rất là thông thoáng luôn. Ở đây là, có một cái biển 65 ở đây nè. Đây là tình hình ha, em nhắc lại là tình hình sau khi xả trạm một ngày. Đây là sau khi xả trạm BOT này một ngày thì xe ra khá là thông suốt, chỉ còn một bảo vệ đứng thôi. Đấy, một chú bảo vệ đứng thôi ha. Đấy. Chả biết chú bảo vệ này quay này hồi chú bảo vệ có xua tay giống như cái anh cảnh sát nãy không? Nãy quay cái vụ dựng hiện trường ở cầu Dầm Cống là cái anh cảnh sát là anh xua tay rồi. Rồi nãy quay cái vụ tai nạn ở ngay phà Dầm Cống thì cái anh tài xế anh cũng không ngờ luôn. Nói chung bữa nay đi một ngày là trúng ba con nhạn luôn chứ không phải là một con nữa. Vừa phà Dầm Cống rồi vừa trạm BOT rồi vừa cầu Dầm Cống luôn anh em ha. Đấy. Hay quay cho anh em coi ha. Đấy, xe khá là nhiều nha. Đó, xe qua khá là nhiều luôn. Nhưng mà rất là thông suốt do là cái trạm đã xả rồi ha. Đó, chạy rất là thông suốt luôn. cái len hình như là nó hai cái len bìa anh em, hình như là nó chặn hai len bìa xả hai len giữa ha. Tại vì cái len bên đây là xả nè, len bên đây đóng nè, em xin lỗi em nói lộn ha. Đấy. Đó, thì xe cứ qua thôi, giống như là trạm BOT Ca Lậy thôi. Không biết tình hình của cái trạm này sẽ xả được bao lâu, nhưng mà hiện tại là anh em tài xế là rất là vui mừng ha, rất là phấn khởi. Đây, cực kỳ thông thoáng. Hôm nay chủ nhật là xe đông lắm nghe nè. Xe chủ nhật là thường là đi thành phố đổ về đi núi Sam đó, đi chùa Bà là rất là nhiều luôn. Mỗi lúc trước mà chưa có cầu á là chiều á là phà Dầm Cống với lại phà An Hòa là kẹt vài cây số là bình thường luôn á. Còn hiện nay là đã có cầu và cái trạm này xả luôn thì anh em là chạy rất là vô tư. Rút ngắn cái thời gian mình đi Sài Gòn, đi An Giang là rất là nhiều luôn, hoặc là đi các tỉnh luôn. Đó. Đó, xe Phương Trang này mỗi lần mà cái trạm này qua thì tốn phí cũng bộ luôn nha. Rồi em quay vậy thôi ha anh em, bên em sẽ tuần sau cập nhật thêm cái tình hình xả trạm, em sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em tài xế tình hình của cái trạm BOT này sẽ xử lý làm sao ha. Đó, thấy chưa anh em thấy không, xe khách khá là nhiều. Rồi chào anh em nha, em tạm dừng video tại đây.